Xin chào các bạn. Gần đây tôi có nhận được tin nhắn của bạn tuổi Giáp Thìn, nữ mạng, có nhắn tin cho tôi là bác coi giúp cháu xem số mệnh thế nào với nhé. Hôm nay tôi xin mời các bạn cùng tôi để đoán xem số mệnh của bạn tuổi Giáp Thìn này thế nào nhé. Đoán vận mạng cho tuổi Giáp Thìn, nữ mạng, sinh năm 1964, cung Tốn, mạng Phúc, đăng Hỏa, ngọn đèn nhỏ. Tôi mới đọc qua mấy dòng chữ sách của tiền nhân để lại, tôi đã đoán ngay được tính cách của bạn rồi. Cụ thể như sau: tính cách của bạn nóng nảy, gấp gáp, cuồng nhiệt, luôn chứa những khát vọng cao xa. Tính tình của bạn tuổi Giáp Thìn này, nếu nói về mơ mộng hoặc là cụ thể thì bạn làm ăn nếu lên bà nhưng có chí lớn lắm. Thế thì tiếp nhé, bạn luôn coi mình là một nhân vật trung tâm, có nghĩa là tính tình của bạn đối nhân xử thế, nói chỗ nào cũng có người ta tôn trọng. Cụ thể như là bạn nói nôm na là kiểu người ta gọi là võ mồm đấy, tức là mang tính chất như vậy, ngồi nói nếu như ai mà chưa hiểu tưởng là mang lời nói ra để mà nói suông để kiếm câu chuyện, nhưng không phải, thực tế là bạn nói được, bạn làm được, cho nên là nhiều người vẫn tôn sùng bạn. Dù bạn có, như tôi nói trên đấy, có võ mồm nhưng mà nhiều người vẫn tôn sùng bạn. Cụ thể là bạn luôn tôn thờ chữ tâm, chữ đức, sống hiếu thảo với tứ thân phụ mẫu, cho nên lại đối nhân xử thế, bè bạn xa gần, người ta luôn luôn tôn trọng bạn. Bạn sống có tâm có đức, đối xử với mọi người như bát nước đầy. Cho nên ngày xưa có câu nói là đời người được mấy gan tay, coi nhau như bát nước đầy là hơn. Thế thì bạn cái tuổi Giáp Thìn nữ mạng này, bạn sống có tâm có đức lắm. Thế bạn lại ứng vào mấy câu là đối nhân xử thế như thế này nhá. Thì trong đó có bốn chữ, tức là đối nhân xử thế thời phải nhớ giữ cho tròn bốn chữ sau đây. Lễ là một, nghĩa là hai, nghiêm là ba, sỉ là bốn. Thế thì nói tóm lại là lễ nghĩa liêm sỉ xưa nay, đó là gốc đức không ngày nào quên. Lễ trọng già yêu trẻ, khiến người người thêm nể thêm vì. Nói năng nhã nhặn mỗi khi đứng ngồi ý tứ ta thì chớ quên. Nghĩa là điều vô cùng quan trọng, vì người người chớ có buông lơi. Người thân có bị dập vùi thì ta bênh vực liệu nhời nhỏ to. Liêm phải nhớ rõ ràng đừng bỏ, không của mình chớ có tham lam. Đói cho sạch, rách cho thơm, người xưa đã dạy phải nên ghi lòng. Sỉ điều cuối của trong tứ đức, chớ làm sai tự xét lấy mình. Có lỗi nhận lỗi phân minh, biết điều sửa chữa chứ đừng chơ chơ.
ý nói lên cái tuổi Giáp Thìn nữ mạng này là sống là biết đối nhân xử thế, thì trong đó ứng với cái mấy cái câu thơ tôi nói trên. Thế thì mong bạn là luôn luôn sống để có tâm có đức mẫu mực để chúng ta tiếp tục cho con cháu noi theo. Thế còn bây giờ đấy là trên đây là tôi nói về cách sống của bạn đấy là như vậy. Thế còn tiếp nhá, về mấy năm trở lại, mấy năm trở từ đây trở về trước thì không nói, nhưng mà còn từ đây trở về sau thì có mấy năm thì tôi nói để bạn nắm được. Thì nếu như thuận lợi thì bạn phát huy, còn nếu như không thuận lợi thì bạn dừng lại, vì đây là đoán thôi. Thế thì tôi với bạn để kết hợp chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhé. Giả sử như là năm nay là năm Tý, năm nay là năm Tý mà tuổi Thìn mà gặp năm Tý thì tài vượng lắm. Tuổi Thìn mà gặp năm Tý thì tài vượng. Bạn làm ăn như vậy là cầu được ước thấy. Thế nhất là bạn nào mà còn có tính chất buôn bán ấy, thì thuận lợi lắm. Thế nhưng mà trong cái thuận lợi này thì cũng có cái không thuận lợi. Vì cuối năm, từ đầu năm cho đến giữa năm này là bạn làm ăn thuận lợi. Còn từ nay về cuối năm này, bạn nên cảnh giác đấy, về cái tuổi Thìn mà gặp năm Tý đấy nhá. Thế thì tiếp này, giả sử như là tuổi Thìn mà gặp năm Sửu thì bạn mọi việc tốt đẹp, mưu sự thành công. Cái này là nói nhưng các bạn không hiểu, mới không hiểu ra, mới nào bạn nào mà chưa nghĩ thấu đáo đến này bảo là bây giờ mình tuổi đứng tuổi rồi thì còn cái gì mà mưu sự nữa. Nhưng mưu sự đây là con bạn làm ăn vậy là học thông, thế rồi thì mọi công việc làm thuận lợi lắm. Với lý do là gì, người ta gọi là phúc đức tại mẫu mà. Thế thì bạn ban ở hiền lành thì con cái được lộc. Thế tiếp này, thế thì tuổi Thìn mà gặp năm Hổ nhé, thì rồng hổ giao nhau. Đấy. Thế tuổi Thìn mà gặp năm Dần ấy, thì là bạn làm ăn cái gì phải nghiên cứu cho nó kỹ nhé, rồi hãy làm nhé, không có rồi là gặp khó khăn đấy. Bây giờ tiếp này, tuổi Thìn này mà gặp năm Mão, tuổi Thìn mà gặp năm Mão thì bất lợi, thì bạn không nên làm cái gì thì cứ nên bình tĩnh, đừng nên cho qua mà làm nó không may đâu. Thế thì trên đây ấy, thì kể nếu nói đúng ra ấy, trong sách này thánh nhân nói này là người ta biết nghìn năm về trước, nghìn năm về sau. Thế nhưng mà đây là tôi dựa vào sách, thế thì tôi cũng đoán thôi. Thế thì bạn nghiên cứu xem, nếu như mà thuận lợi thì bạn phát huy, còn không thì dừng lại. Chúng ta cứ hiểu với nhau là đây là đoán thôi nhá, chứ không phải cái gì mà bảo 100% hay rồi là mình phải tin mình ấy. Nói đi nói lại là có một câu là như thế này này, dù bạn là có tài giỏi đi gì đi chăng nữa, thế rồi mà cuối cùng vẫn phải là có tâm có đức. Cho nên ta mới nói cái câu là đức năm tháng số. Thế thì từ trước đến nay nhá, thì nhà bạn rất là phúc đức rồi. Chồng con như vậy là đầy đủ, vừa có người lại có của. Cho nên đến giờ phút này nhá, bạn đã, lúc này là đứng tuổi rồi, bạn đã có của ăn của đẻ rồi. Tôi nói thật, bạn nói nôm na mà nói thì trông lên thì bạn chả bằng ai. Thế nhưng mà trông xuống thì nhiều người không theo kịp bạn. Kể cả chức danh, thì quyền lợi, rồi thì nói chung là bạn được nhiều thứ lắm.
Thế là chúc mừng bạn nha. Thế rồi còn đây là trên đây là bác cháu mình mới nói chuyện về về cái cách mấy năm trở về trước và mấy năm trở về sau. Thế còn bây giờ mới đi vào như vậy là tử vi chọn đời tuổi bạn Giáp Thìn thì cụ thể như sau. Đoán xem số mạng Giáp Thìn, mạng hỏa, lò lửa, chung quanh ngọn đèn. Bạn nghe thấy, bạn nghe thấy mấy câu này bạn ấy chưa? Bạn thấy nó đã may mắn chưa? Tức là bạn rất là làm ăn, rất là may mắn, rất là đỏ nhá. Đỏ đỏ dồn dập đấy. Cụ thể ra nhá. À, mạng hỏa lò lửa này. Lò lửa, lửa là đỏ đúng không? Thế lại chung quanh ngọn đèn lại đỏ thứ hai này. Cho nên nó nói thật, bạn cứ ngẫm mà xem. Từ lúc mà sinh thời cho đến bây giờ, đến lúc bạn có gia đình, sinh con đẻ, sinh con rồi đến cháu, bạn gặp rất là nhiều may mắn, bạn quá đỏ luôn đấy. Bây giờ tiếp này. Thu đông sinh đúng không buồn. Nếu bạn sinh vào mùa thu mùa đông thì không buồn. Thế tiếp này, xuân hạ là gái, là nàng vẻ vang. Cho nên bạn trong sách bạn nói may mắn là nhiều người cầu được, nhiều người không cầu, muốn cầu một chút may mắn không được, nhưng bạn thì cứ luôn luôn là may mắn. Thế thì đó. Mừng cho bạn nha. Đây tiếp này. Giáp Thìn mạng hỏa như vậy, tuổi cùng với mạng hợp hòa tương sinh. Thế thì vì bạn may mắn cho nên là cái mạng với cái tuổi của bạn tương sinh. Thế là bạn hiểu rồi nhá. Bây giờ tiếp này. Có duyên vui vẻ hiền lành. Có duyên vui vẻ hiền lành. Tính người bình tĩnh, không hay gian tà. Bạn trong câu nói lên là bạn từ khi mà lớn lên cho đến giờ này là bạn cũng không có một cái gì là mờ ám gì cả. Hoặc là có thỉnh thoảng có một cái điều rích rắc, thế nhưng mà đối với bạn không cụ thể thì cũng chả có cái gì mà bạn ảnh hưởng. Cho nên là bạn ứng với cái câu là không hay gian tà. Nếu cái người mà hay gian tà là làm những việc mờ ám, làm những cái việc không minh mạnh, không minh mạch. Thế nhưng mà bạn đây là không hay gian tà, là bạn không làm thì thôi. Bạn làm là nói thẳng, nói thật. Cho nên là nhiều người kính nể bạn vì cái bạn ngay thẳng đấy. Thế còn giả sử như là trong gia đình, vợ chồng bạn chẳng hạn. Thế thì chả biết là không biết là chồng bạn có vợ cũng có tuổi Giáp Thìn Nam Mạng không. Mà trong sách nói câu này này. Như nhà bạn ấy là người ta gọi là gì? Vợ chồng có phải như rồng đâu mà được cả đôi. Thế nhưng nhà bạn lại được cả đôi. Nó này hay thế. Cái câu nói thế này, thế gian được vợ hỏng chồng. Đấy. Có phải như rồng đâu được cả đôi. Thế nhưng nhà bạn lại được cả đôi. Giả sử nhá, con bạn hoặc là bạn đi, bạn làm những cái việc gì như vậy là có thể bố mẹ chồng cảm thấy là không vừa ý. Thế nhưng mà chồng bạn vẫn sắp xếp đâu vào đấy. Đấy rồi. Tất cả mọi người đều quý mến bạn. Đấy, cho nên là bên ngoài khách quan tôi mới nói cái câu là hay thật đấy. Nhiều người thì được vợ thì hỏng chồng, nhưng mà nhà đấy thì lại được cả đôi. Thế thì nói tóm lại là rất là may mắn rồi nha. Thế thì tiếp này. Số nàng duyên nợ bền lâu. Số nàng duyên nợ bền lâu. Bạn nghe câu này nha.
vợ chồng, con cái. Vợ chồng, con cái, hài hòa, gia môn. Cái câu này mới nên tìm hiểu kỹ này. Số người duyên nợ bền lâu. Có nghĩa là gì? Duyên nợ là vợ chồng đấy. Duyên nợ bền lâu có nghĩa là vợ chồng bạn sống được với nhau bền lâu. Theo như trong sách mà nói thì bạn, vợ chồng bạn là song toàn đó. Mà thượng thọ từ 95 trở lên, từ 95 tuổi trở lên. Với lý do là gì? Thì bạn sống có tâm có đức, thế thì chồng bạn cũng lại biết lựa, xu xếp gia đình lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Cho nên là có cái câu là số người duyên nợ bền lâu. Nếu như mà nợ tiền, nợ bạc mà bền lâu thì khổ lắm. Vì mình không trả được mà. Nợ tiền, nợ của bền lâu thì mình không trả được. Vì bền nó lâu, nó kéo dài không trả được. Thì nhưng đằng này bạn lại duyên nợ bền lâu. Tức là vợ chồng bạn sống với nhau song toàn. Đấy. Thế thì theo như trong sách này là bạn, hai vợ chồng bạn là thọ từ 85 tuổi trở lên. Thế thì được thọ được như thế này là phải do đâu? Nếu nói về tâm linh nhá, thì phải sống, phải có tâm, có đức. Phải biết kính trên nhường dưới, tứ thân phụ mẫu, phải tôn thờ thì mới được. Chứ còn không nhá, chống đấy xuôi kèm thổi ngược thì nói thật xin phép đi, chưa chắc đã nếu chỉ còn tầm nó 35, 38 thì đã có chuyện rồi, đã sinh sự rồi nhá. Thế cho nên là bạn sống có tâm có đức cho nên là các bạn song toàn lắm. Thế thì tiếp này, số có tu niệm thì hay. Số có tu niệm thì hay. Nếu như bạn bây giờ đứng tuổi rồi mà có tâm có đức, giả sử như là tuần rằm mùng 1 hoặc là ngày lễ, ngày hội ở đình, ở chùa mà bạn có tâm có đức ra mà cầu trời, cầu Phật rồi thì cầu xin bề trên ban phúc ban lành cho trước hết là dân làng, sau thì gia đình nhà mình, thì tôi nghĩ là tuyệt vời. Nên thì nói chọn cả câu là như này nhá, số có tu niệm thì hay. Đấy. Sống lâu hưởng phúc, triền miên tuổi già. Đấy. Cái câu này là ứng với cái câu trên là duyên nợ bền lâu. Thế thì dưới này thì lại sống lâu hưởng phúc, triền miên tuổi già. Thế thì nói đi nói lại thì tất cả từ xưa đến nay ông cha ta thường nói là ăn hiền thì gặp ở hiền thì gặp lành. Thế nhưng mà đây là nói đi thì còn nói lại, có người bảo với tôi là ở hiền chả gặp lành đâu cụ ạ. Thế nhưng mà mình đừng nghe, đừng nghĩ những cái chuyện đấy nông nổi quá. Bây giờ bảo là ở hiền mà không gặp lành thì mình lại làm ác à? Thì không được, mà mình làm ác thì lại gặp tai họa. Cho nên tốt nhất lúc này chưa gặp thì lúc sau sẽ gặp. Thế đấy. Thế thì mình cha mẹ hiền lành để đức cho con. Thế nhiều người đấy phải luôn luôn lúc nào cũng cầu mong là con khôn hơn cha là nhà có phúc. Thế thì như nhà ai thì tôi không dám nói, nhưng mà nhà bạn thì đúng là phúc to thôi. Bây giờ như trong sách thì mà nói này, bạn có con có cháu này, thì gia đình vui vẻ này, thế rồi lại có của ăn của để nữa. Thế thì tôi nói đi nói lại thì cũng nói rồi, mình cũng phải khiêm tốn một chút là trông lên thì chả bằng ai. Thế nhưng mà trông xuống nhiều người không bằng mình. Thế thì qua đây bác cháu mình cũng chia sẻ về cái tuổi Giáp Thìn nữ mạng, sinh năm 64. Thì bạn chúc bạn may mắn. Thế rồi như tôi nói trên để cầu được ước thấy. Thì tôi nói đến đây thì tôi sẽ dừng lại. Thế là bạn nhận được tin này thì bạn xem xong thì bạn
cũng nhắn tin lại cho tôi để bác cháu mình động viên nhau. Thì để tiếp theo video mới nữa nhé. Tôi nói đến đây xin phép được ngừng lời. Kính chúc các bạn nói chung và chúc riêng bạn Giáp Thìn, nữ bạn, sinh năm 1964. Nói đến đây là tôi tạm dừng. Chúc các bạn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Xin cảm ơn.